Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái món là sầu bíp la cốt mà người khác làm mình quay nha, tại mình chưa từng ăn cái món này bao giờ. Cho bột ngọt được. Bỏ bột ngọt ha. Sao vậy? Sao lại bỏ bột ngọt? Cho nó dịu rồi. Ý là trong sầu bíp á nó sẽ có cái chất mặn mặn nên mình bỏ miếng bột ngọt vô thì nó sẽ dịu lại, món ăn nó sẽ ngon hơn thôi nha mọi người. Nước nấu sôi rồi chế cho luôn ha anh. Rồi lát chắc ra hả? Để khoảng 3 phút chắc ra. Để nguyên vậy luôn khoảng 3 phút nha mọi người. Rồi mình xong mình chắc nước bỏ, rồi mình tách ra mình ăn thôi. Thì trong con xà quýt sẽ còn máu, ăn rất là bổ, thì mình nghe nói vậy thôi. Lát mình sẽ ăn thử coi có ngon không. Và để gì hoài luôn đơn ha. Giản, vậy thôi, món ăn đơn giản vậy đó hả? Rồi đợi xíu đi, được 3 phút rồi mình chắc bỏ nước. Vậy mà nó tội nguyên luôn kìa. Chấm miếng bồ tạc hả? Chấm bồ tạc hả? Bồ tạc đây hả? Là ăn với bồ tạc phải không? Hả, mua tiêu của áo của tạng của mình. Là YouTube vậy xong mà. Vậy rồi. Đơn giản nha. YouTube rồi. Để lát xong em ăn thử coi. Nhớ để khoảng 3 phút chắc nước nha. Rồi, ok.